Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Đã lâu sau 2 năm thì hôm nay gia đình mình lại trở lại với sàn đấu giá. Mời cả nhà cùng vào trong coi hôm nay có gì nha. Đây là cái chuồng gà mà mình mua trên mạng, nhưng mà bây giờ mình có chuồng gà lớn nên mình không có xài nữa. Mình đem tới cho họ bán. Bây giờ mình vô trong nói chuyện với nhân viên thu hàng để họ đem số ra dán lên cái chuồng gà và chụp hình. Lúc trước thì họ bán theo cái số thứ tự dán ở trên hàng, nhưng mà bây giờ họ chỉ bán những cái đồ tươi sống trước, chẳng hạn như cây hay là những con vật trong ngày thôi. Còn những cái này á, những cái đồ mà để lại được họ sẽ để bán trên mạng, hoặc là họ sẽ có một cái ngày họ bán riêng. Đây là những cái chậu cây mà ở nhà mình nhiều quá rồi á, thì mình cũng đem tới đây mình bán bớt. Cây gì thì cũng có khách, người ta thích là người ta mua. Rồi mình vô văn phòng mình lấy được số 425 nè cả nhà. Bây giờ anh xã mình nó đi vô trong cái chỗ mà họ nhận hàng á, để coi tìm trước coi có những cái chú gà tre đẹp đẹp không á, để lát nữa mình sẽ canh, khi mà họ đưa lên á thì mình sẽ trả giá để mình mua được. Đây là cái tờ biên nhận mà mình giao hàng vô bán xong. Is it a boy or girl? What his name? Trong lúc mà đợi sàn đấu giá thì mình và con trai ra ngoài chơi với những chú cún mà những người khách đến đây đem theo đi chơi. Hello. Hello. Ở đây họ cho biết là những hàng bán ra thì không trả lại được. Mình có thể bán lại nhưng không trả lại được. Nếu là lần đầu bạn coi video này mà chưa biết cách họ bán đấu giá như thế nào, bạn có thể coi lại phần 1 video số 77 của mình nha. Two bucks, two number two and a half, two number two and a half, two number two and a half. I got two, now two and a half, two and a half anywhere, sold out, two for the two, nine, eight, how many you want, all of it. Paternity coil coming up. Lane paternity coil, four females, one male. So if the male's laying, you really get a bonus. All right. There it is. Five times the money. Give me $3 a piece. Three on four. One moment. Three number to $4. Three number to four. Three number to four. Give me $2 a piece for him. On the quail. Thank you. Two number to three. Two number to three. Two. Now three. Now four. Now I'll do $3.50. Now $3.50. Now four. Four. Now four and a half. Four number four and a half. Four now four and a half. Now 3, 2, now 4, now 4, now here, 3 and a half each. Có mấy cái chú chim này á, rất là đẹp nhưng mà họ đấu giá lên rất là cao. Tuy là không có cao bằng ở ngoài tiệm họ bán nhưng mà mình không cần thiết để mua nên mình không mua.
We'll give me $3 for it. Three, now four, now five. Five, now six, now seven. Now seven, now eight, now nine. Now nine, I'm over here at eight. Number to nine, number to eight, number to nine. Nine, now ten. Nine, number to ten, nine, number to ten, nine, number to ten. Sold to that little young lady right there, number two. Ở video số 77 á, thì có một con công, có vài bạn vô bình luận nói là sao mình không mua công để nuôi. Lần này có một cặp rất là đẹp thì mình sẽ trả giá để mua. Now 28. I got 27 in the tunnel. Now 28. 28. Now 9. 29. 29. 28. 29. So now 28. 301. Well, I only heard one call. So who did you have? The gentleman. 296. You. Yep. I'm relying on you guys on that side as much as possible. Sunflower. Hôm nay ở ngoài đây thì họ cũng có thêm cái bàn bán hàng ăn và nước uống. Gia đình mình mua xong rồi, bây giờ mình sẽ vô trả tiền. Họ vẫn còn bán rất là nhiều ở ngoài, nhưng mà mình mua xong thì mình trả tiền, mình đi về trước. Mình mua cho con mình cái áo. Trả tiền xong rồi thì bây giờ mình cầm viên nhận này ra nhận hàng. Anh xã mình đang coi mấy cái chú vẹt tre có đẹp không. Đây là hàng mình nhận được rồi. Giờ thì let's go home, về nhà thôi cả nhà ơi. Mấy gà tre cũng đẹp đấy. Sau 2 năm mình trở lại và đi ngang qua sông bài Makosut thì họ cũng xây xong và rất là đẹp. Trong video mà mình đi dự tiệc của công ty đó thì mình cũng chiếu một chút xíu cho cả nhà coi, bởi vì trong đây mình không có thể nào quay ở phía trong được. Ở trong rất là hiện đại và sang trọng luôn cả nhà. Nhưng mà mình cũng chỉ đi dự tiệc của công ty thôi, mình không có tới đây chơi. Đây là hình của cái thác waterfall chỗ mà mình cũng đã tới đó. Đây gà tre mình mua được nè cả nhà. Có chim cút nữa nè. Mua về là chim cút đẻ trứng, thích chưa?
Còn đây là cặp công mình mua được đó cả nhà. Sau khi mua về được một tuần á, thì mình phải đem đi bán lại. Bởi vì cái chuồng của mình nó nhỏ quá. Nếu mà mình đem ra ngoài mình thả đó, thì mình sợ mấy cái con gấu mèo nó bắt nó ăn thịt đó cả nhà. Là mấy cái con này nè, nó bắt nó ăn thịt đó thì uổng lắm, cho nên thôi mình đành phải đem đi bán thôi. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.